đấy là một cái biểu tượng cho cái thành công của sản phẩm khởi nghiệp. Tôi mong rằng mọi cái, mọi điều sẽ tốt đẹp hơn nữa để như vậy là đưa đến hàng triệu triệu trái tim thanh niên Việt Nam. Theo cảm nhận của em là rất là tốt, nó rất là nhiều điều ý nghĩa. Học, đọc và làm để như vậy là cho đất nước, cho Tổ quốc mình vững và mạnh hơn nữa. Cố gắng đọc nhiều sách và tích lũy những kiến thức của mình để giúp cho mình một cái tương lai tươi sáng. Phải đọc, học và kết hợp với thực hành trải nghiệm, và từ đó chúng ta sẽ khởi nghiệp thành công.